Kính lưu ý mến chào quý bà con và các bạn, tiếp tục trở lại một cái vườn hoa giấy rất là đẹp, nhiều màu sắc, nhiều giống loại nha bà con. Để chia sẻ cùng bà con và giao lưu toàn quốc thì nhà vườn bao ship và bao sống. Cây thì nhiều dáng, nhiều giá trị khác nhau nha. Có những cây mà nó rất là đẹp mà giá trị nó chỉ bằng một gốc phôi của những người bán thôi nha bà con. Mình gặp một ông anh rất là quen thuộc, anh Giang. Rồi, chào anh Giang. Rồi, chào bà con của miền Đông Bắc Cần Sa nha. Chào anh Lê Nguyễn Hoa Kiển. Cảm ơn bà con đã ủng hộ nha. Nhà vườn Văn Giang cũng như ông Đạo cả nhà. Và cảm ơn bà con đã ủng hộ kênh Lê Nguyễn và theo dõi đón xem kênh của anh Lê Nguyễn cả nhà. Bắt đầu vô thông số cả nhà. Nay có một số hoa giấy đủ loại ha. Cả nhà đón xem để siêu tầm ha. Rồi, mã số đầu tiên. Đầu tiên số 1. Cây này cao tính 90. 90 ngang nó là 60. Này ghép hai màu cả nhà. Tím bằng lăng với trắng ha. Mình cổ chỗ này nó là 8 ha. Đục cái rễ nè. Rễ nhỏ mà được cái thoát thân cái rễ là 35 cả nhà. Nhìn cái cây thấy tội nghiệp ha anh. Rễ thấy thì cũng hết trơn trên không luôn mà. Ăn cái rễ thấy gầu thiệt ha. Vậy mà sống được đúng là chất sống phi thường. Phi thường. Mã số 1 cả nhà mình ơi. Mã số 1, cây ghép hai màu. Ghép hai màu. Cái này là 300k em bao sống bao ship toàn quốc ha cả nhà. 300k nha. Rồi trong những thời gian vừa qua em phục vụ cả nhà mình có điều gì sơ xuất mong cả nhà hãy đóng góp ý kiến để em được phục vụ cả nhà chu đáo hơn cả nhà. Rồi. Em chân thành cảm ơn cả nhà đã góp ý kiến luôn. Rất là chân thành luôn bà con ơi. Mã số 1 ạ. Nhà vườn thì còn rất là nhiều. Dáng cây thì mỗi cây nó có một cái nét đẹp riêng. Đôi khi không có cây nào giống cây nào nha bà đúng con à, nó là nếu hoàn mà, toàn nó nhiều cây lắm mà không cây nào giống cây nào nếu mà đó. Trùng cây mà chốt rồi thì bà con hãy liên hệ với anh Giang để mà mình lựa những cái cây nó na ná tương tự chứ nó không giống được 80 nữa. Nhiều cây không giống được nha bà con, thông cảm. Tiếp theo mã số 2. Cây này cao 85 cái nhà mình ơi. Tím tuyết 85 ha. Ngang nó là 65 ạ. 70 rồi thôi 65 đi. Đang có hoa. Hoành nó là 10 cái nhà. À, bộ đế nó nằm trong chậu gọn băng vậy luôn nha. Có một cọc nó quấn thôi. Này nó quấn lên ha. Như con rắn vậy đó bà con, về chặn dây đồ lại là nó rất là đẹp. Này tím tuyết cả nhà, mã số 2 ha. Quay vòng cái nhà mình tham khảo nha. Cây mã số 2 này 550k bao sống bao ship toàn quốc nha cả nhà. Cây rất là đẹp luôn bà con ơi. Tím tuyết cũng đang rất là hot. Cao mà đứng như vậy là 90 nha cả nhà, đụng đỉnh đó. Còn kia em tính 85 mà. Một điều lưu ý nữa bà con, khi có giao lưu cây á, thì khi mà gói hàng á về đến tận nhà bà con thì đôi khi nó sẽ bị rụng lá và hoa nha bà con. Đặc trưng của hoa giấy thì nó rất là dở về vấn đề đó bà con. Mã số 3 nha cả nhà, cũng đừng có nhót ruột. Cao nó 75 cả nhà ơi. Đó, cái này là dìa ngon nè, đang búp hoa đã luôn. Tím cam thạch ha. Ngang nó 50 hơn ạ. Vàng tròn. Thoát thân tới cổ là 30 nha cả nhà. Hoành 10 hơn. Quay vòng đế luôn anh này. Đó. Cây cẩm thạch à. Cẩm thạch tím. Tím gì nha cả nhà. Rồi, giá luôn. Giá là mã số 3 cả nhà, là 450k bao sống bao ship toàn quốc cho cả nhà mình luôn nha. 450 ha. 450. Cả nhà mình chốt cái cây này là cả nhà mình khi cây tới nhà là cả nhà mình mất 450 mà được cái cây chơi hoài luôn nha cả nhà. Ok. Nếu bà con mua một thùng bia can vậy đó 400 mấy bà con mua cái cây này là bán được cái vỏ còn có lon hết trơn à. Còn cái thời cây này là chơi hoài luôn. Còn cũng có mấy cây bự nè mà có cây này bự là vừa ship nên em mới lên nha. Còn 2-3 cây bự cao quá nó không có ship được. Cây này cũng ghép ba màu anh ba màu cả nhà nha. Trắng cao nó giữ thả trắng tím bằng lăng với hồng muốn hết thước rồi. Tính 1m4 cái nhà mình đó. Quá xa. Ngang nó 1m2 luôn. Dữ thần á. Vàng khủng khiếp. À, khi đi lỡ cả nhà mình có thích chốt thì em đi cái bó buộc ngay cả nhà. À, nó gọn lại chút cho nó đừng có lắc. Cao 1m4 càng 1m2. Cụ đế quái ha. Hoành cổ là 16 cả nhà. Cái này phôi cũ nó thì khỏi nó. Quá ghép xa. Phôi với Mỹ anh Giang. Phôi với Mỹ cả nhà. Nó còn nằm dưới cuộn dưới. Quá trời, này đẹp. Cây này là mã số 4 nha. À, là 1 triệu
200k bao sống bao ship toàn quốc cả nha. Quay lại vòng anh Giang đi, quay lại ghép ba màu nha bà con, hoa xum xuê luôn. Thì hoa giấy là gì nữa nữa, hoa đều là như vậy cả nhà, đang nở gỗ hoa. Rồi ok, đặc biệt hoa giấy là rất là chịu nắng trực tiếp nha bà con. Đúng, nó khô sụ đột cũng không sao nữa cả nhà mình đấy. Vườn hoa giấy thì rất là nhiều cây, số lượng lớn luôn nha. Đây tiếp theo mã số 5 ha, mã số 5 cả nhà ơi, này là gốc đẹp cả nhà, bông nó cũng đẹp luôn. Cầm cao thạch, nó 1m nha cả nhà, cẩm thạch tím pháp, cao 1m, ngang nó 80, quay ngang vòng luôn cái tàn luôn nha. Đó, bông quá trời. Cái này đang vô hình thành là cái hoa gì tàn đẹp nha, cao 1m ngang 80 ạ. Để làm đo cái cổ này coi, cổ này bự cả nhà nè, cổ này là 19 nha cả nhà, thoát thân tới đó là 40, tới cái dòng cổ là 40. Bộ đế này quái ha, đế đẹp, cây đế đẹp như trên màn hình vậy nha cả nhà. Về bà con kiếm cái ông tượng thì để lên trên này nữa, để ngồi trên ngoài ha. Rồi giá mã số 5 cả nhà, mã số 5 cây cẩm thạch tím pháp. Cẩm thạch tím pháp này là 600k bao sống bao ship toàn quốc cả nhà mình luôn nha. 600k ha, 600k hả? Ok. Vườn hoa giấy rất là rực rỡ luôn nha. Cái mã số 6. Mã số 6. Cũng là cây ghép ba màu ha. Ghép ba tam sắc này cả nhà. Tam sắc. Ba màu. Cao 1m2 cả nhà mình ơi. Tăng ngang nó 80 ạ. À, cái này là một rễ bự nhiều rễ nhánh nha. Đó, cái này tính như một rễ mình đã đẹp đó. Tới đây là 40 hơn cái nhà mình ơi, tới cổ nè. Đem tới eo chưa? Đo cổ nữa kìa. Cổ này là 13 nha cả nhà. Cổ 13, đế cũng quái nha. Đế này hình như dưới đây lâu ngày cái rễ ăn dài nữa cái nhà mình. Nhóng đế lên ha. Mã số 6 cả nhà mình ơi. Số 6. 600k bao sống bao ship toàn quốc luôn ha. Trắng tím lục bình, tím măng lăng với màu hường hồng. Đó. Rồi, ba màu cẩm thạch nha bà con. Mã số 6 cả nhà. Mã số 7 tím tiết. Tím tiết độ cổ đế này nó có vỏ ta. Cao 90 cái nhà mình ơi. Cao 9 tấc. Anh đo nhiệt tình nha anh Giang. Để bà con mình nói bán cây nhỏ rồi này kia đó. Tán ngang 1m. Đó, ghê. Cao 9 tấc ngang 1m. Vành cổ đo cho nhỏ nhất luôn. Vành 9.5. Vành 9.5. Quay bộ đế cái nhà coi nha. Bộ đế như rắn nó ruộng dạ. Hai con nó ruộng nhau. Khá là đẹp ha. Mỗi góc mỗi hình dạng khác nhau nha. Hình dạng khác nhau cái nhà ơi. Mã số 7 cái nhà. Số 7. 7 là cây tím tuyết này 550k bao sống bao ship toàn quốc cả nhà. Chơi hoa giấy thì cái được hoa và được cái dáng gốc thế này. Cái này gì cả nhà mình chơi như tàn hoa cả nhà mình cuôn tròn hay kiểu phơm tay gì theo ý thích ha. Chia chia tay chia tàn theo ý thích cơ. Hay kiểu dáng của mỗi cây nó khác nhau. Bắt đầu lên cái lên một cây khủng bố luôn. Đế khủng gà. Cũng ghép ba màu luôn. Có mấy cây bự, tàn bự tại ship không được, em không có lên được nghe cả nhà. Cái nhà mà có ở có xe hay gì tới chỗ ha, alo thì mới có lên cây khủng được. Cao 1m51 cả nhà mình ơi. Tán ngang nó 1m51 luôn ạ. Tán ngang 1m1. Cao 1m1. Cao 1m1, tán ngang 1m1, ghép ba màu lửa. Tím lửa, đâu lửa, cam lửa. Cây này hoành 19 nha cả nhà. Rồi cái dáng nè, cái dáng giống như con với lại nó còn dữ lắm ha. Dáng như con đà điểu á, đưa cái bầu cho này nè. Quay lên nha. Đó 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 ha. Cổ là 19 đó. Dáng này giống như hai cái chân con đà điểu nè, nó đứng đưa cái thân hơn. Cái này mà để trước giống cái đầu nha. Mã số 8 hả? Rồi. Cây này mã số 8 cả nhà. Ba màu lửa. Là 1.100.000 bao ship bao sống toàn quốc cái này cái dáng đế đẹp nha bà con. Mình cổ tới 19 là bự. Bác nội cái phôi không bây giờ cả nhà cũng biết ha.
phôi bây giờ là cái phôi nó cũng 700-800k đó. Mà ghép được vậy là một cái thành phẩm đẹp lắm bà con ơi. Này là ghép thành phẩm. Tiếp theo mã số 9. Đây. Cũng phôi bự luôn. Quá wow, trời cái cây này rồi. Tím lửa luôn. Cao nó 1m15 cả nhà. Ngang nó 1m2 ạ. Cao 1m15, ngang 1m2. Đôi chỗ cổ nhỏ là 13.5 cả nhà. Thoát khăn nó tới đây là 30 ạ, tới cục bự là 30. Đế này quái ha, đế này đẹp nè. Đế đẹp kìa. Đế quá trời. Toàn là giấy phôi, giấy Mỹ ghép nha bà con. Phôi ghép, nó cái phôi gì không cả nhà ấy cũng biết ha. Mã số 9 ha cả nhà. Mã số 9 là 1.200.000 mẫu sống một chiếc còn quất cả nhà. 1.200.000 cây ghép một màu. Tím lửa. Tím lửa. Quá wow, trời đẹp à. Đây, đục cái này đấy dữ lắm đó. Tím Pháp ha. Cẩm thập tím Pháp. Cao nó 55 ạ. Ngang nó 70 cái nhà mình đó. Cao 55 ngang 70. Rồi quen dòng cái tàn luôn anh Giang ơi. À. À, tàn nó thì dáng hơi bay nha. Rồi cái bộ đế luôn nè. Đế này nó đẹp. Vành nó 13 cái nhà mình đó. Rồi giá luôn. Cây mã số 10 cái nha. Mã số 10 là 550k cẩm thạch tiếng Pháp nè, em bao ship bao sống toàn quốc cả nhà mình luôn nha. Mã số 10. Mã số 10. Đây tới cái này. Cẩm thạch nữa nha. Cẩm thạch ghép hai màu. Hai màu. Trắng với tím bằng lăng. Cao nó 80 cái nhà mình ơi. Ngang nó 60 ạ. Cao 80 ngang 60. Đó trên cái cổ này là 10 gần tính 10 thôi, 10 gữ. 10. Này lên đây là 25 cái nhà. Cây mã số 11, cây cẩm thạch ghép hai màu này là 300k bao sống bao ship toàn quốc cả nhà mình luôn ha. 300k. Đây. Tiếp theo cây tím lửa. Cây tím lửa. Cao nó 90 cả nhà. Ngang nó 80, cao 90 ạ. Vành cổ nó 12 hơn cái nhà mình ơi. Vành cổ 12. Đây lên đây là 25 ha, tới rồi cái này. Cái tím lửa này cả nhà. Quay mã số 12 ha. Quay bộ đế cái luôn. À, bộ đế cả nhà. Rồi, giả luôn. Mã số 12 này 500k bao sống bao ship toàn quốc hay cả nhà. Là góc bự lên cái. Quá trời. Cái này bự. Độ góc cũng đẹp nữa. Mã số 13 anh Giang. 13. Cao 1m3 cái nhà mình đó. Cao dữ ta. Ngang nó 1m2. 1m15 cái nhà. 1m15 chính xác. Ba màu lửa luôn. Hoành nó là 10 gần 17 cái nhà mình đó. Mình cổ gần 17 ha. Mình cổ đây cái nhà. Thoát khăn là 30, tới đây 35 hơn. Đó, quay cái đế quay dòng đế luôn. Hai giò chế ngoẩy cái nhà. Rất là đẹp ha. Nó có mỗi cái mỗi dáng lạ khác nhau nha bà con. Rồi cho bà con xem cái tàn luôn nè. Tàn cũng phơm tàn bung tròn đều nè. Quay cái nữa anh Giang ơi. Đó. Rồi ok. Cây mã số 13 cả nhà là 1.000k bao ship, là 1.000.000 em bao ship
tới nhà luôn nha cả nhà. Cả nhà không tốn phí ship gì nữa nha. Mã số 13. Ba màu lửa. Ba màu lửa. Mã số 14 nha. Đây, tại cái đế vùng dưới thằng đây, quằn quèo đây. Tím tuyết. Cao 80 hơn cả nhà mình ơi. Ngang nó 70, cao 80 hơn ạ. Ở hoành tới đây là 20 hơn cả nhà, lộn thoát thân. Thoát thân cái đế. Thoát thân từ mặt chậu lên tới eo. Hoành cổ là 14 nha cả nhà. Ừ. Quay nhạc dòng đế luôn nha cả nhà. Đó, cái đế gì nghe cả nhà. Đây. Uống quắn quắn nhìn ra. Dáng thế độc lạ. Cây này mã số 14 cả nhà. Tím tuyết, quá đẹp. 14, mã số 14, cây này 550k, bao sống bao ship toàn quốc ngay cả nhà. Ok. Mã số 15 cả nhà mình ơi. 15 ha. 15. Tim lửa hả? Đúng rồi. 15. Vậy mà cao dữ thằng. Vậy 1 mét cái nhà mình ơi. Cao 1 mét à. Thân ngang nó là 80 hơn. Thoát thân nó tới 33 nha nha. Thoát thân cái dễ. Này là hoành gốc 11 rưỡi cái nhà mình ơi. À, cây này mã số 15 cái nhà. Tím lửa. Cây này là mã số 15. 450k bao sống bao ship toàn quốc nha cái nhà. Rồi thì nó sẽ bố đây. Như trên hình vậy nghe cái nhà. Mỗi cây mỗi kiểu dáng mỗi nét đẹp khác nhau, bà con cứ thoải mái chọn lựa. Mã số 16 cả nhà. Cây này cũng cây là khủng ha, cây cao ạ. À. Hồng găng ngay cả nhà. À, đang búp đang nở ha. Cao dữ ta. Thằng đó. Lúc trước à, cây này tính 1m4 thôi, nữa cái này gì em có o xuống gì còn 1m4 cả nhà. 1m4. Tăng ngang nó 1m1 cả nhà, hơn cái nhà mình đó. Cao 1m4, ngang 1m1 hơn ha. Cổ này bự ta. Cổ này 18 hơn cái nhà mình đó. Hoành eo 18. À, hoành eo nhỏ nhất là đế 18 này. Hơn cái đế này như gốc đa đầu làng vậy đó. Thoát thân nó lên đế rồi cả nhà. 30. Đồ, cũng dữ ha. 30. Cái hồng găng này là mã số 16. 750k bao sống bao ship toàn quốc cả nhà. 750k. Rồi, bông đẹp ha. Bông chuyển đẹp. Màu, đang có nụ thêm mấy cái bông non nữa. Để tới cái độ ruby. Màu này ngợt đã ha. Đây, bông mới luôn nha. Loại này loại mới nha bà con. Nó tên BB. Ngang nó 75 cả nhà mình ơi. Cao nó 90, ngang 75. Rồi chỗ này 8 cái nhà mà không khổ chỗ này 8 ha. 8. Tắt thân tới đây là 27 ạ. À. Mã số 17 Ruby này là 450k bao sống bao ship cả nhà. Mã số 17 nha. 450k. 450k cho cây Ruby này. Cây hoa đang rất là hiếm, ít có luôn con, giống mới luôn. Mã số 18 cả nhà. À, cây mini gọn gọn luôn. Đồ, vậy mà cũng 75 rồi ta. Cao 75 cái nhà mình đây. Thoát thân ngang là 55 ạ. À. Ghép 3 màu luôn ha. Ghép 3 màu cẩm thạch. Wow, này đẹp. Là siêu bông rồi cả nhà. Ủa, con đợi đây đi. Hoành chính cái nhà mình đây. Nhìn này nha. Thấy thương cây ha. Nhìn trong ghế thấy tội nghiệp thì chứ. Mã số 18 nha, cẩm thạch. Dạng xinh xắn. Rồi giá luôn. Mã số 18 này là 300k bao sống bao ship toàn quốc nha cả nhà. 300k. Ok. Cái mã số 19 này chắc em kết thúc video ở đây ha. Một con số 19, con số đẹp luôn nha bà con. Con bướm nhỏ luôn, mã số 19. Cũng là một cây ghép cẩm thạch. Đồ cho cả nhà, đồ dưới hả?
một gần mét hai cái nhà mình ơi. Gì mà cao dữ ta, ngang nó 85, một mét cao mét hai ngang 85, cao mét hai ngang 85, dáng cây nó như con rồng lượn rồi không? Ồ, cái này hình như rồng ta, nó mớp giống luôn nè. Rồng. Đoan ngay chỗ cái rễ gì đi ha, là hoành mư cái nha. Rồng uống dài lên đó. Hoành mư tới đây là 35 cái nha, rễ lên đây 35, cái chỗ này là hoành mư vậy. Bà con này yêu mến cái thoát thân dài là cây này xứng đáng nè. Đúng. Độc lạ nè. Vậy cái rễ nó không có tròn ha, mà nó mớp như thân cái con rồng con rắn này cái nha. Như con rồng. Mã số 19, mã chót ngay cái nha. Cuối video. Mã này là 600k bao sống ship toàn quốc cả nhà. 600k. Rồi. Ok. Chân thành cảm ơn cả nhà mình đã đón xem hết video, mong cả nhà ủng hộ cho anh Liêm Nguyễn một nút thích được cái kênh giùm mình nghe cả nhà. Rồi, anh chào tạm biệt cả nhà. Mong hẹn lại gặp cả nhà những clip sau ha. Rồi. Rồi, em cảm ơn anh Giang luôn. Cảm ơn bà con đã biết đến nhà vườn anh Giang, biết đến kênh Liêm Nguyễn Hòa Kiển trong thời gian qua thì cũng đã ủng hộ rất là nhiều nhà vườn. Cũng rất mong là bà con ủng hộ nhiệt tình hơn thế nữa. Rồi, cảm ơn bà con nha, hẹn gặp lại bà con những clip khác. Vườn thì còn rất là nhiều nha bà con. Nếu có số lượng lớn thì bà con cứ chạy thẳng đến vườn liên hệ với anh Giang để gặp trực tiếp, mình chọn lựa cây nó sẽ nhiều hơn. Rồi, chào bà con nha, hẹn gặp lại bà con những clip khác nha. Bye bye bà con. Chúc bà con một ngày xem một clip thật là vui vẻ ạ.